Nói chung làm sao cứ chăm hàng ba mà cứ như là hàng thường thì là ngon. Xin chào tất cả các bác, các anh chị em yêu lan. Thì ở đâu cũng thế, có những cái hội lan, như huyện tôi cũng có những cái hội lan. Thế thì cũng thi thoảng là anh em cũng tập trung cà phê, uống nước, thế rồi cũng thăm một số vườn chơi lan. Đấy, thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng các vườn lan ở cái chỗ chúng tôi ở nhé. Thì thưa các bác là các bác cũng biết là chơi lan thì cũng rất là nhiều thành phần chơi. Đấy, nếu mà nói như tôi thì cho là tôi chơi gọi là thưởng thức, chơi sưu tầm và chơi để cho tinh thần nó thoải mái, vui vẻ, yêu đời hơn. Đấy, mình chăm cây lan là từ cái lúc nhỏ. Đấy, và nó ra được những cái lá non, những mầm non. Thế rồi ra được những cái rễ, bộ rễ đẹp, cây phát triển tốt. Thế là chúng ta cảm thấy nó rất là hứng thú. Và đến một khi nào đến vụ của nó là nó sẽ ra hoa, đến mùa nó sẽ ra hoa. Thường thì chơi theo cách rất là tự nhiên, có nghĩa là cây nó tự phát triển và mình thêm về cái phần chăm sóc đấy, để làm sao cho cây lan của chúng ta nó phát triển tốt và nó ra hoa đẹp. Đấy là mong muốn. Thế thì trong những năm gần đây, không phải gần đây đâu, nó mới nổi lên thôi, nổi mạnh lên. Chứ còn trước kia thì chúng tôi chơi thì cũng rất hay là sưu tầm những cái mặt hoa đẹp. Đấy. À, sau này mới biết nó là hàng va. Ví dụ những cái mặt hoa nó nổi bật, nó đẹp hơn những cái bông bình thường. Thì anh em chơi lan, sưu tầm cũng thế thôi. Cũng đều muốn là mình được sở hữu. Đấy, thì lúc đấy cũng chia sẻ với nhau. Giá thì nó cũng khác thật. Thực sự là lúc mà những cái hàng bình dân thì nó là một số tiền tương đây, nhưng mà những cái hàng mà nó thuộc sưu tầm, nó đẹp thì thường nó cũng đắt hơn. Nhưng lúc đó thì nó tất cả các loại lan, chứ không riêng gì loại phi điệp như bây giờ. Đấy. Tất cả các loại lan nó đều có những cái hàng gọi là va, có nghĩa là bây giờ gọi là hàng va đấy. Là nó có những cái mặt hoa nổi bật hơn, đẹp hơn thì đều được người chơi là ngưỡng mộ và muốn sưu tầm. Thế thì hôm nay thì cũng như các cái buổi đi chơi vậy thôi, thì chúng tôi cũng đến từng vườn một, có thể là đến một hoặc là hai vườn của anh em, sau đó là ngồi uống nước chè, thế rồi ra ngắm vườn lan. Thì đến vườn lan, mỗi vườn lan nó có một cái đặc điểm, một cái đặc thù riêng, không nhà nào giống nhà nào. Đấy, nhà thì chơi ở dưới sân vườn, nhưng có nhà thì chơi ban công, cũng có nhà chơi hẳn lên trên sân thượng. Đấy. Nên là mỗi nhà có một kiểu, nó cũng khác nhau rất nhiều. Thế thì về cái vườn thì cũng thiết kế cũng khác nhau rất nhiều. Thế thì đi chơi như thế này thì chúng ta cũng thấy là mỗi người có một cái cách chơi, nó có thể gọi là riêng một chút. Đấy. Thì là nó cũng là cái sự gọi là học hỏi nhau ấy, giữa vườn nọ với vườn kia. Đấy, để chúng ta, cái mục đích cuối cùng là tìm được cái giải pháp, cái cách chơi, cách thiết kế sân vườn, rồi cách chăm sóc nó hiệu quả nhất. Thế thì hôm nay ấy thì chúng tôi đến những cái vườn này thì là đều những cái vườn, nếu mà so với vườn nhà tôi thì nó thuộc là vào vườn, những vườn này là nó cao cấp hơn. Đấy, cao cấp hơn thì có những cái giống nhiều giống ngừng phun phân sưu tầm được đó, là những hàng va, những hàng nói chung là có giá trị cao trên thị trường. Thế thì hôm nay chúng ta muốn nói chuyện về cái khía cạnh là về cái việc chăm sóc. Đấy, chăm sóc những cái hàng va của các bác, các anh, các chị em chơi lan. Thì theo các bác cũng nhận thấy là những vườn lan
mà có hàng ba thì thường rất là quy củ. Họ làm những cái mái nhà, những cái chuồng này gọi là chuồng, gọi là những cái vườn lan mà được bao bằng các cái loại vật liệu sắt che chắn rất là tốt, che được cả mưa. Thế rồi chắn mất trộm ấy, cũng rất là hay, rất là đẹp. Nói chung là nhìn cái vườn nó, tuy nó có thể không rộng lớn nhưng mà nhìn nó rất là đẹp, chứ nó không gọi là chơi gọi thoải mái, gọi bình dân. Đấy là chúng tôi đấy, thế này là nhiều, thấy nhiều khi mình thấy nó cũng khác, cho ăn nắng tốt nhiều. Thì trong các vườn này thì các bác cũng đều nhìn thấy là có những cái sạp lan, những cái sạp đấy thì để những cái hàng ba và đang nhân giống. Thế còn xung quanh thì cũng thường có những cái giò lan, gọi là hàng, nói chung là mình cứ gọi là hàng thường đi, nói chung là dân đi. Cứ trong hàng ba như hàng rất là tốt, ở bên cạnh những giò lan rất là to và đẹp. Thế thì còn những cái sạp này thì là những cái cây lan đang nhân kỳ, còn đang thừa phân, 5-7 phân, có cây 15 phân. Nói chung là hàng ba thì chắc là độc hàng sưu tầm chưa được ra hoa, cho nên là cây nó toàn nhỏ nhỏ thôi. Thế còn những xung quanh này là những cái chậu khá là đẹp, cây phát triển rất là mạnh. Đấy. Thế thì những người chủ này, đấy, chúng ta đều chăm lan theo cách riêng của mình. Thì các bác có một cái có thể nhận thấy là cái việc mà những cái giò lan hàng thường cứ hướng đông nam cứ mở thoải mái thì nó như thế nào? Nó rất đẹp các bạn nhé, vô tư. Những giò lan thường rất là đẹp, thì phát triển rất là tốt, có quạt và cũng là những cái chậu lan mà có thể là được thí nghiệm, có nghĩa là thử nghiệm các loại phân bón rồi các loại các thứ kích thước các thứ để lấy kinh nghiệm để trồng những cái dòng lan hàng ba, làm sao cho những hàng va nó hiệu quả. Thế nhưng mà các bác cũng nhìn thấy đấy, nó thực sự là những hàng va nó không được như là hàng thường. Đấy. Không được ở đây cái sự phát triển ấy, tôi thấy là nó không được. Tại vì khi mà chơi hàng va ấy thì chúng ta đều có một cái sự mong muốn, một là nó sẽ phát triển tốt, nhanh. Thế và nó đạt cái hiệu quả về giá trị về kinh tế. Đấy. Thế cho nên là trong đầu chúng ta cũng đều định hướng là muốn làm sao nó phát triển tốt. Thế và mọi thứ tạo điều kiện cho nó có một cái điều kiện sống tốt nhất. Đấy. Để làm sao cho cây nó phát triển nhanh. Phân bón thì cũng phải là thuộc cái dòng cao cấp. Đấy. Chứ không dùng phân những cái phần gọi là rẻ tiền, những cái phần mà được đánh giá thấp là ít dùng lắm, toàn dùng những hàng rất là xịn, cái tên tôi cũng chẳng nhớ được đâu. Đấy, phân bón cũng rất là nhiều, đủ các loại phân bón, từ phân hữu cơ cũng có, thế rồi phân đặt gốc chất lượng cao cũng có, thế còn đủ các loại các cái loại chất kích thích nảy mầm, kích thích ra rễ rồi tạo bộ lá đẹp bóng rồi nhanh lớn. Đấy, có nghĩa là cái xu hướng là đều muốn là chọn cho nó những cái tốt nhất. Tại vì những cái cây lan có những cây hàng vài trăm triệu chẳng hạn, thì là cái việc bỏ ra vài trăm nghìn đến một triệu là nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bác ấy cảm thấy rất là nhẹ nhàng như không ấy. Thế nhưng mà đều gọi là cái hy vọng là chăm chút cho nó phát triển tốt. Tuy nhiên thì cái cây lan mà dạng gọi là nhân kỳ ra, thế rồi các thứ nó còi cọc lắm. Nó mới khoảng 10-15 phân là đã thắt ngọn hết rồi. Hiện bây giờ là không còn một cây nào không thắt ngọn. Thế thì đấy là nó do cái chế độ chăm sóc của chúng ta. Nhiều khi coi trọng nó quá và cho nó ngập phân. Đấy. Đây không phải nói vườn này, nhưng mà ý là nhiều khi tôi thấy là những cái vườn mà các bác cái chậu lan ấy, nó có là cái chậu 15, 14, 15 ấy thôi, bằng gốm. Thế thì ở dưới giá thể thì cũng vỏ thông một điếc thôi, nhưng mà ở phía trên cỡ khoảng gần 2 phân, 2 cm ấy, là các loại phân.
từ phân chùn quế, phân tan chậm, phân hữu cơ, rồi phân đỏ, phân xanh, phân vàng là đủ, có nghĩa là khoảng 2 phân ở phía trên. Thế mà cái cây nó chỉ to như cái ruột bút bi thì bác bảo là nó ăn đến bao giờ mới hết chỗ đấy. Tôi tính cái lượng phân chỗ đấy thì cái giò lớn của tôi cỡ khoảng 15-20 ngọn ăn mới hết. Là 15-20 ngọn là cỡ dài 80 phân đến 1 mét thì sử dụng trong cả mùa mới hết được. Thì các bác bảo làm sao nó lớn lên được, làm sao mà ra cái rễ nào ra là nó chỉ mỗi cây nó chỉ có 1-2 cái rễ, xong rồi nó yếu, xong là nó, đấy là nói phần gốc đấy nhé. Thế còn cái phần phun thuốc thì khả năng là có khi mỗi ngày phun một lần, 2 ngày mới phun một lần, toàn những chất bổ béo dưỡng thì các thứ nó nhiều lắm, thế mà cây nó có phát triển được đâu. Thế để chúng ta muốn nói câu chuyện hôm nay thì muốn nói đến là cái sự chăm sóc chúng ta là hơi quá mức. Theo tôi là nó quá mức. Chúng ta chỉ cần chăm nó như là hàng thường, nó cho nó về cái tự nhiên. Về cái tự nhiên của sự phát triển của nó là cây lan của chúng ta nó sẽ phát triển tốt. Thế tôi cứ cũng như cái câu đầu của video ấy, tôi nói là cứ chăm hàng ba làm sao nó cứ như hàng thường. Cái ngọn nó cứ ra như cái chổi này, này như cái bàn tay xòe ấy, thì nó sẽ phát triển tốt. Chứ nhìn những cái cây kia nó tuy nó giá trị cao nhưng mà nhìn nó chẳng bắt mắt một tí nào cả. Nên là hôm nay cũng gọi là tản mạn một chút về cái cách chăm sóc. Đấy, thì trong những các bác, anh, các chị em là theo dõi kênh của tôi thì chắc chắn là biết cách chơi của tôi rồi. Tôi chơi rất là dân dã, chơi một cách rất là tự nhiên, không quá nặng nề về cái gì. Nhưng mà cái việc phát triển của cây lan nó vẫn phát triển rất là tốt, chứ không có gì là xấu cả, kém cả. Tôi cứ thấy những cái cây kỳ của các bác mà mua đôi khi là người ta kích chích choác thì về mình trồng nó có lên được đâu. Tôi thấy là có những kỳ lan tôi trồng đến 3 năm nó cũng chưa ra cái hồn cây. Thậm chí là như cái bạn đi cùng với anh em đây đưa lên một cái thân lan nó cỡ khoảng 6 phân mà nó lên đến 6 cái mầm. Có nghe là kích lên đến 6 cái mầm mà cái thân của nó chỉ bằng cái cỡ khoảng 2 ly rưỡi. Mà những cái mầm kia nó đều lên được khoảng 2 phân rưỡi. Nhưng mà lá màu nó xanh đậm và nó có vẻ khô khô, dạng như kiểu lá nhựa, như khô khô, không có rễ được gì. Thì tôi bảo là những cái này thì đấy, ông ấy còn đố, và bây giờ đố ông nào mà cây này mà cho nó sống được. Đấy, thế cho nên là lạm dụng phân thuốc nó là một cái mà nặng nề nhất của các bác chơi lan va. Thế thì cũng muốn nhắn nhủ với các bác là chúng ta dùng ít kích thích thôi. Đấy, ít chất kích thích thôi và chăm sóc cho nó một cách là bình thường. Đấy, như là các loại lan thường thì chúng ta sẽ thấy có hiệu quả, cây lan lên rất tốt. Chứ không nhất thiết là cứ phải là vì nóng vội, vì chơi lan là không nóng vội được đâu. Không coi như là muốn nhanh mà được đâu. Nhanh là phải từ từ, phải chăm cho nó bình thường thôi, đơn giản thôi. Lượng nó ăn được bao nhiêu thì chúng ta cho ăn tầm đấy, không cho ăn quá. Nhất là những cái chất kích thích đừng lạm dụng. Càng lạm dụng bao nhiêu thì cây lan của chúng ta càng yếu và không phát triển được. Thế là câu chuyện hôm nay thì cũng tản mạn, đi thăm vườn của anh em, quay cái hình ảnh thôi, chứ cũng không nói về cái việc mà vườn của ai, đấy là tùy của mọi người. Tuy nhiên thì cũng muốn nhắc nhở rồi chia sẻ với tất cả các anh em là nếu mà chơi lan thì chúng ta chơi đơn giản thôi. Kể cả là những hàng đắt giá trị chẳng nữa, chúng ta chăm nó phải đúng. Đấy, không quá lạm dụng thuốc, không quá lạm dụng chất kích thích, không quá lạm dụng phân, cây sẽ phát triển rất là tốt. Thì hôm nay có đôi điều gọi là tản mạn về cái việc mà chăm sóc lan hàng quý hiếm hoặc là hàng va. Đấy. Chứ rất là nhiều anh em là không dám khoe ra đâu. Đấy, xấu quá không dám khoe ra, hoặc chết vứt đi, ngậm ngùi, xót xa, tiếc tiền, và cuối cùng là
sự thất bại. Đấy, thì cũng muốn là chia sẻ với anh em như thế. Đấy, còn chúng ta sẽ chăm sóc theo cách của chúng ta, theo vườn của chúng ta, và làm sao cây lan của chúng ta phát triển tốt. Đấy, thì chúng ta phải mang được cái hiệu quả cao. Những cái kỳ mà nó tự nhiên nó lên rất nhanh, phát triển rất khỏe, thế thì nó sẽ có cái lợi nhuận ấy, hoặc là sự phát triển rất là tốt của cây. Chúng ta sẽ dễ dàng coi như là được nhiều giống đấy, nếu mà các bác có nhu cầu nhân kỳ đấy thì cũng sẽ được nhiều giống và cây khỏe mạnh. Với khi mà đến tay với những người mua ấy, thì là những người mua cũng về chăm nó lên là mầm, chứ nó không có cái chuyện là mang về nó 2-3 năm mà cây vẫn đèo đẹt không phát triển được. Đấy, thì nó sẽ mất cái uy tín. Đấy, có nghĩa là cứ bảo đưa cho cây của ông mang về tôi trồng 2-3 năm nó không ra hồn cây, thì cứ cho là thế nọ, cho là thế kia, người ta hại mình. Nhưng mà thực tế là không phải. Cũng là do coi như là khi mà chăm sóc ấy là nó chưa đúng. Kích chích choác nhiều quá nên là về cây của chúng ta cứ mang về cái thắt ngọn, mang về thắt ngọn không lớn lên được. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nha.